Thân chào tất cả mọi người, chào anh em, chào những người đam mê là đồ ve chai và chế cháo như mình. Thì hôm nay mình có đi ve chai và mua được một số món đồ, nay quay lên cho anh em xem rồi đỡ buồn ha. Nếu như anh em xem mà cảm thấy video mình thú vị thì đừng ngần ngại cho mình một like nha. Rồi hôm nay mình mua được những gì? Đầu tiên mua được một cái lo này nó gách rồi, sao sửa lại trời. Lo có cục pin này nữa. Cái lo này là cái lo trong cái máy hát nhạc cái gì á, cách bà đó cái này rồi. Dán lại mình xài luôn, chơi mày luôn, để ở đây. Mình mua được một cặp lo nè, đây cặp lo Bruzu, biết cặp lo này còn xài được không nữa các bạn. Nó có này luôn nè, gì luôn. Mình đâu mình cấp điện vô thử coi. Cái này thì nó xài điện 5V. Đầu tiên chúng ta cho nó vô đây một chút xíu dầu. Trong này là chút xíu dầu và chúng ta vệ sinh nó một cái đi. Chứ nhìn thấy em nó là mình nghi ngờ lắm rồi. Đấy. Lấy đồ mình ra mình vệ sinh nhẹ nó cái cho nó vệ sinh nhẹ thôi nha, chứ mạnh nó sức luôn á, vệ sinh nhẹ nhàng cái mới được. Mình sẽ đó là chà hai cái dắt bên đây nè, hai cái nói chung là hai chân bè của nó cho nó bóng xoắn lên. Rồi mình sẽ kiếm điện vô, cấp điện cho nó coi. Đấy. Rồi bây giờ mình nó chỉ cần đó là này coi, thấy nó còn kêu nè, đó. Rồi bây giờ mình sẽ hát nhạc đây, để cái máy hát nhạc kia hát lên, on lên. Mày hôm nay bị gì nữa rồi? Đó, đi vô rồi. Đó, hát rồi kìa. Lâu bên này không hát rồi. Hát được lâu này không à? Lo này im luôn à. Đây. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. Rồi. Biết sao hát được lo không biết nữa. Hát lại coi. Nói chung hát được con lo à. Đó, thì mua được cái cặp lo này để nó qua bên đi. Lo cũng to đó quý vị, cũng đẹp. Cho nó qua bên. Giờ là được cái cục pin Panasonic này. Công luôn rồi. Nhưng mà mình thích chơi đồ cổ gì đó, đo coi nó còn con không. Nó còn không. 20 1,34
được còn 1,5 luôn nè, pin này còn luôn nè. Pin này còn luôn quý vị. Không hiểu sao luôn á. Rồi. Một cái viên pin tào lao. Thấy pin thích lụm vậy đó. Rồi, tiếp theo mình xin giới thiệu mình đây, đây là cái mặt, cái bản mặt của cái lo này nè. Đó, nó nè. Đó. Nhưng mà lo nó bị không biết sao rồi xài đó nè. Cái này thì chúng ta hình như là lúc mà mình mua là mình bấm vô thử là mình xài được luôn á nha. Công tắc nó nằm đâu ta? Đây là công tắc nè. Mở lên rồi. Đó, cháy đèn luôn nè. Vì chữ hi-fi luôn nè. Mà nó có cái mặt này không à, không có cái thùng. Chắc phải chế lại cái thùng quá. Vô kiểu Bluetooth luôn kìa. Đó. Đâu mình tắt lấy cái lo con gắn vô thử à. Mình có cái lo con. Chỗ này là dây lo nè. Đấy, chắc chắn cái này là lo. Mình lấy cái lo, nhìn cái lo trong nhà mình à, gắn vô thử à. Rồi. Mở lại đây. Có nói gì không? Đó, vô kìa. Đấy. Còn vô luôn á. Ok, cậy đi, bỏ qua bên đi. Đâu đây. Nó có sẵn viên pin này luôn nè. Cho nên nó là được cái một cái mạch lo nắp vô đây nữa vậy. Này chỉ cần lấy cái thùng đóng vô là B89 này là quất à. Được. Tiếp theo mình mua được một cái này gọi là cái cạc màn hình nè quý vị. Nếu cái này thì cạc màn hình N1996. Biết nó còn sống chết hay là như thế nào, nhưng mà cái cạc màn hình này mà còn sống thì bán tiền không, hình như nó hơi cong à. Không phải mình mua được một cái đâu, mình mua nhiều lắm. Đây nữa nè. Cái này là cái con tụ. Nếu có mắt gì không à. Đây cái cạc màn hình nữa nè. Cạc này xài cái cổng gì á. DVI. Đây thêm còn nữa nè. Cạc này có hai cái cổng ga DVI và cái cổng VGA nữa nè, VGA. Cái này thì nó nhìn nó còn mới hơn mấy cái kia một chút. Mới mà nhìn cũng mắc ói. Nhưng mà linh kiện này không có thấy chết gì trơn. Mình chết sao. Đây nữa nè. Đa số là xài cổng DVI không à. Mà nó xét tù lưa hết trơn à. Bốn cái cạc màn hình. Đấy. Bốn cái luôn mới ghê đó. Cái này thì có máy tính đó, mà mở lên test mới được. Mình mua được những cái cặp lo nè. Cặp lo mắc là 5W 3 ohm GC. GVC. Lo này mình chưa test luôn. Ô, nhìn còn mới dữ ta. Mình im thấy ghê nè. Nhưng mà phải test mới được. Lúc mua chưa test. Đây. À, còn kẹt kẹt. Ok. Cặp này còn sống cái gì hơn. Chưa kẹt kẹt. Đây thêm cái lo nữa. Cái lo này có 4 ohm, để chưa 4 ohm chứ không biết có phải 4 ohm không. Test luôn. Rồi, còn kêu kẹt kẹt luôn. Đây một cái mạch, một cái motor với cái gì nữa nè. Nhắn này không thấy chạy luôn à.
Rồi để nó đi. Từ ý có cái bộ 5V đây nè, test thử coi motor chạy không. Chạy mày. Không thấy chạy luôn ta. Chạy thôi này. Cái dòng điện này nó ra nó cũng yếu xìu à. Ra 5V coi. Nãy vẫn có 3V nè. Máy cấp điện của mình kỳ khôi quá. Đặt không chạy nữa. Cũng không chạy luôn quý vị ơi. Chạy đi. Bỏ qua bên đi. Đây thêm cái lo nữa nè. Cái lo này còn mới ghê nè. Lo này lo của cái gì. Test luôn. Còn kêu gọc gọc. Kêu gọc gọc là nó còn sống á. Đây là cái lo nè, sơn nữa chứ. Lo này nặng ghê. GVC mát 9W. Test luôn. Chết cha sao nêm ru à. Lo này nguy hiểm ta. Không nghe kè kè rồi. Chà. Đây thêm một cặp lo nữa. Nào mình mua lo nhiều. Một cặp luôn, cặp lo này đẹp. 5W, 3,2 ohm. Lo này quá đẹp. Samco. Đó cờ kịch đó. Ok, sống hai lo là sống luôn. Đấy. Cuối cùng đó là mình mua được một con tụ không phân cực, chỉ một cái cầu chì để mà chết lo chép đó. Thì tất cả các món đồ này thì mình mua với giá nó là 80k. Ông bác mang bán cho mình 80k ha. Thì mình theo mình đó thì giá 80k này thì nó quá rẻ. Còn riêng mấy bạn thấy thì những món đồ mình mua thì như thế nào ha, đặc biệt là mấy cái con cạc này nè. Chỉ cần một con sống thôi là mình lời lúc cấy luôn. Cái lo đó cũng vậy ha. Những cái này thì nó sống ở trên với cái mạch này nữa. Thì 80k đối với mình thì quá hời nha quý vị. Rồi, thân chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.